kim vị là hiếu hoàng thủ vị là trường nam mê nê văn phúc thư nam nê nê văn hậu hoa hôn tự chính thị nghị nguyện nghi hương thị thuyết nữ nghi nga tự nghĩ nương nghi thị nga nương nê à lê thị à nghĩ nga nê thị nga nhậm nê nga thị tâm nê thị tình nê thị tuyên nê thị nga phương thế tử nghĩ nga nê nghĩ nga đức thắng nê nê quý hồng nghĩ nga nguyễn nghĩ văn nghĩ tú và đỗ văn bắc à, xuất trung tử tôn đồng gia tăng môn quyến à, sinh nghi mộng thìn niên muội nguyệt nhật thời phụ sinh vượng kỳ mão thượng thượng thọ bát ti nga thập lục quế đại hạn quý tỷ niên ni đà đông thiên thập tỷ nga nhất nhật sơ nhị nhật bất thời mạnh nga nội ngoại gia tiên nội gia tiên tổ ngoại gia tiên tổ cao cao tầng tổ khảo cao cao tầng tổ tỷ cao tầng tổ khảo cao tầng tổ tỷ ba phúc huynh đệ cô di tỷ muội đẳng thẳng sáng linh trùng trùng quyến thuộc các ly ngã chư linh hồn thỉnh dáng trái đàn tiêu sinh tỉnh nga đỏ phát được sinh thời bằng pháp được dĩ đề về trưởng Phật từ nhi dẫn chi giang phó đạo tràng độ tư cung giảng hương hoa nhang nhang hoa thì nhất tâm phần hương tam triệu thỉnh tam nay phó lô tiêu hóa vừa gọi cho cha đâu về nhà Cảnh Phan vừa gọi vừa nói cha em làm ở đâu về nhà Cảnh Phan châu vì Việt Nam quốc hưng an tỉnh hưng yên thành phố bảo kê xã Thiên Thắng thôn nhưng vụ tại gia cư hà kim vì ngã hiếu chủ quý khai tử quý ngã nê ngã văn ni ngã quốc nê an lê văn nê ngã hậu xuất trung tử tôn đồng gia tăng môn kiếm nê ngã đồng tâm nê thành nhất nhiệm ân nê ngã dương phổ thủ tam nhân cảm gia trung a lập ma an thế đạo hốt đi ngà nhân phong hề mộc lan đường nghệ mộng giác thi đại tình hắn nê ảo cảm nguyện đi ngà tốt bằng sứ giả thiết dẫn đi hương hồn dáng hóa hóa phàm đi an hình hiển a triệu đình chân linh hồn chân linh nê à vẫn chi ba hồn bảy kia ba hồn vong hồn con thiêng ở đâu thời về nay nhập hoa phan thân hình hiển a hiển cha ở đâu về nhập Cảnh Phan
ông tổ ông thần đã thơ thì dương hồn quyến đẳng nghi ngà đồng bí nga thà nghi ngà cất quyết nhị nga lưỡng mục nghi nệ thùy hải trưởng hình giống nhi cử nghi thân nghi dòng nghi ngà địa thân thân chi phổ đại khai trí kính minh như nhật na thuộc phá vi trần thế giới chung nhất niệm nhiễu nhiên siêu bách ngốc na thiên khai vạn vật tổng biên ni thông vi thể vi thiền vi tiên cao a linh đồng dụng lược xuất ba đạo phiếu thân trực đáo bồ đề ngạn na hồn phách quy không minh nguyệt cao cung văn na phật phụ lục thông chi diệu pháp ba thánh khai ngũ nhẫn chi đàn tiền phụng thỉnh như nay điểm khai linh hồn phụng thỉnh như nay điểm khai hoa phan phụng thỉnh như nay điểm khai linh hồn phụng thỉnh như nay điểm khai hoa phan phụng thỉnh như nay điểm khai linh hồn phụng thỉnh như nay điểm khai hoa phan phụng thỉnh như nay điểm khai lục thực sóng nhan thập tò diệu quang minh chiếu thập phương đá tế tàng cúng dạng thân mọc vào thân cận thánh chúa ca năng thần già âm từ bi mạng chúng sinh nam mô khai quang hoa phan bồ tát ma tát nam mô khai quang hoa phan bồ tát ma
Kính thưa ban tăng lễ, kính thưa toàn thể pháp viên, hôm nay chúng cháu là đoàn tiểu học sinh của anh họ con rể rồi được tin hôm nay cụ 250 trở về với tiên tổ. Hôm nay đến đây với những tấm lòng thương tiếc, với những nhãn thương thương, với những bó hoa tươi thắm để đến kính viếng hương hồn cụ trở về nơi suối và rửa mát mẻ và chia buồn cùng toàn thể pháp viên để tưởng nhớ đến cụ. Chúng cháu xin một phút mặc niệm, một phút bắt đầu. Xin lỗi tiền đế kính mời đoàn trở lại bàn ăn cầu đức tham gia bao nhiêu lời cảm tạ và đúng tội phúc con trai của cụ. Trong giờ phút giây này đoàn sẽ trước các bạn mọi người thân còn có nắm về đây các phần hương cầu nguyện các bậc cụ mát mẻ trên thế giới và chia buồn thương tiếc cùng gia đình. Trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn trưởng kính kính mời một thương toàn thể các quyền nhận làm kinh phụ 250 truy tiên về tiên tổ. Hội đồng niên 1966 thôn Tuyển Thắng, chúng cháu có sự nghe lễ con vòng hoa thắng con én hương thơm đến để bái tiếp hồn của bộ và cầu chúc tiếp hồn của bộ về nơi suối vàng được mát mẻ với giấc ngủ ngàn thu. Trước giờ vĩnh biệt đi xa, cho phép chúng cháu để dành một phút hoàn niệm trước hồn của bộ. Phút hoàn niệm bắt đầu.
đồng hồn ma ba ba đầu để ba đầm ma tô ba tàu a bi a bạc ma tướng a chẳng đang dâm ma ứng a tan đa lê chi a tâm ma tan đa lê la đạo a chẳng ma chân ma ba ba lơi a ma ma bạc ma tơ la đạo ma tan ta đẳng chi a sen la hô a chẳng đang dâm ma bánh a bạc la sao a tơ la phong a bạc ma lê bát a bạc la bạc a chú a bạc a bạc a phu a bạc đăng hồ a ngân a nhân a giới a ngân ma đình a ngân a tơ la đại a ngân đại a ba ba đại a ba ba chiến a ngân la quang la minh la văn la đại a biến la ba ba tơi a phong la đẳng a bạc a phương la phu a lượng a bạc lô a đại a nhiệt a lô a phơi a bạc a lô a lăng a lam a mô a ngân la phong a đẳng a mô a tát a ma a tát a lam a mô a nam mô a di đà phật 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 nam mô a
tín dương linh cổ Lê Văn Chi kính nhớ. Hôm nay trước giờ sinh ly tử biệt này, đoàn kim nhạc thành tâm xuống thôn đến từ huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, về trước linh sàng cổ, xin dâng lên cổ những nén hương thơm và những bản nhạc tri ân để kính viếng hương linh cổ. Đoàn kim nhạc chúng con xin phép được bắt đầu. Thank you.
mất cho tới bậc thánh hiền. Nếu không cha mẹ ai nên thân người, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng kính mẹ thờ cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Bàn kim nhạc thay lời các con của cha, xin kính dâng lên cha bản nhạc ơn nghĩa sinh thành. Đoàn xin chia buồn cùng gia đình tăng quyến.
chí đại diện ban chấp hành đảng ủy thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân thường trực mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Bảo Kỳ, kính thưa các đồng chí lãnh đạo cơ sở thôn Tiểu Thắng, kính thưa gia đình bà quả phụ Nguyễn Thị Yến, kính thưa toàn thể nhân dân. Cụ Lê Văn Chi sinh năm 1927, quê quán thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, hội người cao tuổi, hội nông dân xã Bảo Khê, huy hiệu 40 năm tuổi đảng, huân chương kháng chiến hạng nhì. Sau một thời gian lâm bệnh, đã được gia đình con cháu tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng vì tuổi cao, bệnh nặng, sức yếu, cụ đã tạ thế hồi 20:25 ngày 4/12/2013, tức là ngày 2/11 tại nhà riêng ở thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, cụ hưởng thọ 86 tuổi. Hôm nay ban chấp hành đảng ủy thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân thường trực mặt trận tổ quốc của Việt Nam xã Bảo Khê, ban tổ chức lễ tang thôn Tiền Thắng, hội cựu chiến binh xã Bảo Khê long trọng tổ chức lễ truy điệu và đưa tang cụ Lê Văn Chi về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin có lời chia buồn sâu sắc đối gia đình bà quả phụ Nguyễn Thị Yến và xin tuyên bố lễ truy điệu và đưa tang cụ Lê Văn Chi của ban chấp hành đảng ủy thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân thường trực mặt trận tổ quốc xã Bảo Khê, hội cựu chiến binh xã Bảo Khê và cán bộ nhân dân thôn Tiền Thắng hôm nay bắt đầu. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Đức Thuận, chủ tịch hội cựu chiến binh xã Bảo Khê lên điều hành hội thương binh phủ quân kỳ linh cứu cụ Nguyễn, cụ Lê Văn Chi. Xin kính mời đồng chí. Công tác lý phủ quân kỳ, đồng chí Lê Văn Chi chuẩn bị bắt đầu. Để thủ tục phủ quân kỳ, các đồng chí trong hội viên cựu chiến binh của thôn Tiền Thắng đã được phân công các đồng chí chuẩn bị. Mời tất cả các cụ không có quà cùng toàn thể nhân dân đứng dậy. Kính thưa hương hồn đồng chí Lê Văn Chi, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Bảo Khê, kính thưa các đồng chí cấp ủy thôn Tiền Thắng, các vị quý khách trong ngoài thôn xã, kính thưa các đồng chí cán bộ hội viên cựu chiến binh cùng toàn thể nhân dân. Sinh năm 1927, quê quán thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, đồng chí tham gia hoạt động du kích chống Pháp từ tháng 1 năm 1946 đến năm 1952, là tiểu đội phó du kích chống Càn, làm công tác địch vật bảo vệ cơ sở. Đồng chí là hội viên cựu chiến binh Việt Nam được kết nạp năm 1994. Căn cứ thông tư liên tịch số 114/2005 ngày 1/8/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng và vận dụng đối với dân quân du kích tập trung hy sinh từ trần quy định tại phần 1 điểm 4 và công văn số 116 ngày 5/12/2008 hướng dẫn vận dụng lễ tang phủ quân kỳ của Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên. Căn cứ các văn bản hướng dẫn trên, qua quá trình tham gia công tác, công lao cống hiến của đồng chí Lê Văn Chi, ban thường vụ ban chấp hành hội cựu binh xã Bảo Khê quyết định tổ chức lễ tang phủ quân kỳ đối với đồng chí Lê Văn Chi. Tổ quân kỳ các đồng chí vào vị trí theo quy định. Bắt đầu.
toàn thể nhân dân. Cụ Lê Văn Chi vẫn kể chúng ta về với ông bà cha mẹ, dự lễ truy điệu và tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay. Có các đồng chí đại diện Ban Chấp hành Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bảo Khê, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Bảo Khê, các tổ chức đoàn thể của xã Bảo Khê, lãnh đạo cơ sở thôn Tiền Thắng và đông đảo nhân dân thôn Tiền Thắng cùng họ hàng nội ngoại, anh em bạn hữu xa gần của gia đình cụ. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn lễ viếng của Ban Chấp hành Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bảo Khê do các đồng chí Tạ Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Duy Tân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa và thắp hương viếng, xin kính mời các đồng chí. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn lễ viếng của chi ủy chi bộ thôn Tiền Thắng do đồng chí Nguyễn Thế Anh, bí thư chi bộ thôn Tiền Thắng lên đặt vòng hoa và thắp hương viếng, xin kính mời đồng chí. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn lễ viếng của Hội Cựu chiến binh xã Bảo Khê do đồng chí Phạm Đức Thuận, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa và thắp hương viếng, xin kính mời. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn lễ viếng của cán bộ nhân dân thôn Tiền Thắng do đồng chí Đào Thị Quyên làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa và thắp hương viếng. Làm trưởng đoàn lên đặt vòng hoa và thắp hương viếng.